nhà Hà Lâu. Welcome back Nhung Vang Cuộc Sống Mỹ. Bữa nay mình có món mới, cái món này rất là đặc biệt mà em nghĩ hải ngoại mình chưa có đâu. Thì bắt đầu đi theo em thì khám phá nha. Cái mùa này mùa thu rồi thì cái món này món mới nha. Cái cây này rất là cao, phải đứng thang á. Thì bà con mình nhìn đón thử đi nó là cây gì cái đã. Thì chút nữa sẽ có một nồi canh của cái cây này nha, nó đang ra hoa luôn. Bữa nay em chia sẻ một cái món rất là ngon, đó là cây này thì bà con chú bác mình biết rồi, cây này là cây chùm cây nha. Mà ở Việt Nam mình giờ là khá phổ biến đó, cái cây chùm ngay này. Mà bên này cũng phổ biến tại vì nó là loại thực vật mà gọi là dinh dưỡng, giàu dinh dưỡng nhất á. Thì bữa nay mình sẽ có món canh chùm ngay, canh chùm ngay tôm nha. Thì cái cây này nó khá lớn và nó cao, nó đang ra hoa. Thì em cắt những cái lá này tại vì nếu mình không ăn nó cũng già đi cái lá đó, rồi nó rụng hết à. Cái cây này nó khá lớn, đã thiệt chứ. Nó đây, đang lát cho em tuốt mấy cái lá này ra nè, nấu canh. Để em qua mấy bên kia cái. Ở Nọt Tách Sực mà mình được cái loại đặc sản này thì nấu canh thì em nghĩ chắc không ở đâu bằng rồi. Thật sự mà nói rất là thấy rất là ngon rồi đó. Mấy cái nhánh này em cắt luôn, ở hoa nhiều quá không cắt. Cái hộp của cái cây này bán cũng mắc lắm mà thật sự mà nói cái cây này nó rất là dễ trồng chứ nó không có khó khăn gì hết. Để chùm ngay luôn, nếu bà con chú bác mình cắt mấy lá tốt rồi để mình ăn. Đây em bưng cái xin mời em luôn à. Mấy cái cao này mình tại cái cây này nó dược là ra hoa, dược là ra hoa. Thì một tô canh chùm ngay. Phim này biết là kêu anh chị luôn rồi. Giờ để em tuốt lá để mình đi rửa, mình tuốt lá trước khi mình rửa nó ok hơn. Thì cái này em thấy nó bán ngoài chợ 6 đồng phao. Rồi đây là những cái lá chùm ngay mà đích thân mình trồng nha, nó nhiều rồi. Cái cây này đợt này là đợt đầu tiên em ăn đó, chứ mình không ăn nó già, nó rõ, rụng hết rồi. Thì đây là canh chùm ngay nha, bữa nay được ăn canh chùm ngay. Hello cả nhà, cả nhà hello. Welcome back Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn quý vị ủng hộ Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ rất là nhiều nha. Bữa nay phải nói là cái chương trình đặc biệt của ngày chủ nhật của tụi em đây. Cái này phải nói là cái món canh này độc nhất vô nhị, chưa có ai có ở đây đâu, khu vực em ở này. Thì gọi là canh chùm ngay nha, nấu với tôm. Cái canh chùm ngay này thì mình cũng tự trồng cái cây chùm ngay đó. Thì để mình được một nồi canh chùm ngay thì ok, cái này mình xào tôm để lát mình nấu cái nồi canh chùm ngay đó. Cái chùm ngay này nó rất phổ biến hiện tại bây giờ nha quý vị. Người Mỹ họ cũng ăn đó, moringa. Cái loại rau này nó gọi là moringa đó, rất là tốt cho sức khỏe mình và rất là phổ biến. Đây là cái loại moringa, là cái loại này đây, chùm ngay em lặt rồi rửa sạch ở đây. Em được một cây may mắn rất là bự, nồi canh rất là ngon moringa. Giờ này mình chế nước vô để cho sôi đây, cái công đoạn nước để cho nó sôi.
Khi mà nó sôi là mình cho lá chùm ngay vô nữa, nêm hành tiêu rồi cho nó vừa ăn nữa là xong. Ok, sôi rồi đây. Giờ này lá chùm ngay bỏ vô nữa là mình nêm sơ cái nữa sẽ được một nồi canh bảo dưỡng nha. Marigold, cái tiếng Mỹ của lá chùm ngay đó. Loại này được chấp nhận ngon chứ không phải không ngon đâu. Con lá rớt. Thì nó vừa sôi thì nó là nó chín rồi, loại này nó lẹ mà. Cái nồi canh chùm ngay và hành luôn không? Và hành luôn. Chín rồi đó, giờ là chín rồi. Ok. Giờ em ngưng lửa cái rồi em nêm nếm nữa là bá cháy rồi đó, rất ngon. Ok, được rồi, cái nồi chanh này bây giờ là quá ngon rồi. Nó chín rồi đó. Mình không cần phải nấu cho nó sôi nhiều đâu, cho nhiều là nó sẽ dở. Ok, đây là cái thành phẩm của nồi canh chùm ngay với tôm đây. Ok, để em nêm thử miếng rồi em tẩm chào nha. Cảm ơn quý vị.